đối với khu vực chợ Bình Tây thì bắt đầu tiểu thương dọn chợ về nghỉ ngơi. Còn Sinh Y thì chở anh chị đi vòng vòng. Giờ tan ca là những cái ngã tư nó đông lắm, đèn xanh đèn đỏ mà thấy người người không là người. Một số người vẫn là cố vượt qua, là quá vội vã, quá mệt mỏi. Anh chị lúc nào cũng vui khỏe hạnh phúc nha. Xin đi bye bye anh chị, hẹn gặp lại. Một con đường, đoạn đường dài từ ở chợ lớn mà về tới khu vực trung tâm quận nhất luôn. Đó, đây là một cái khu vực đại công trình. Xin chào anh chị và các bạn. Bây giờ thì khoảng 5 giờ rưỡi chiều ngày 28 tháng 4 2021. Đây là giờ tan ca, tan sở làm. Xin đi về hướng quận nhất. Xin đang ở khu vực chợ lớn. Đây là đường Mai Xuân Thượng. Phía trước mặt anh chị đó là con đường Hậu Giang. Xin sẽ quẹo phải về chợ Bình Tây. Thế là chúng ta đi về quận nhất, coi cái không khí tan ca buổi chiều cho suốt cái đoạn đường từ chợ lớn về hướng trung tâm nha anh chị ha. Nhìn phố xá mọi người đi làm về đó anh chị. Buổi chiều đó, buổi chiều tan ca. Bắt đầu là thành phố lại lên đèn. Trước mặt anh chị đó là con đường Phạm Đình Hổ, máy trái về đồn Ghe Mai. Xin đi thẳng luôn nha anh chị ha. Ở đây chiều những cái gánh này người ta bắt đầu người ta bán. Cứ tối ở đây thì bán đông lắm trên đường Hậu Giang. Hôm nào Xin đi sẽ xin phép quay lại cái cảnh buôn bán ở đây. Người ta bán có những cái gánh bán lề đường như vậy. Bán xôi, bán chè trên một cái lề đường. Cuộc sống là vậy anh chị. Có một số người người ta đi vô nhà hàng, có một số người người ta ghé lề đường ta mua hộp xôi về cho đỡ đói. Cả ngày làm việc vất vả rồi. Đối với khu vực chợ Bình Tây thì bắt đầu tiểu thương dọn chợ về nghỉ ngơi. Còn Sinh Y thì chở anh chị đi vòng vòng. Tối hôm nay thì Sinh Y có dự định là quay khu vực quận nhất. Nên chính vậy cũng mời anh chị đi một đoạn đường. Lâu quá rồi cũng có quay những cái buổi chiều tan ca như thế này. Các em ban ngày thì đi chở hàng, có những chiếc xe ở sau thì nó có một cái ba ga rất lớn anh chị, chở chất cao lên thấy nhiều lúc cũng thấy cực tội nghiệp, nhưng mà nhiều lúc cũng thấy cũng nguy hiểm quá. Xin đi thì cũng được rất là vui khi mà ở khu vực quận 6 quen một số em cũng đi chở ba gác như thế anh chị, những chiếc xe như thế. Tâm sự nói chuyện sợ công an lắm. Đây là bánh tráng, cứ tối là trên đường Hậu Giang này nguyên một cái dãy bánh tráng như thế này, bánh tráng muối Tây Ninh đó, xe nó dài đó anh chị thấy không. Ban ngày thì không có bán, buổi tối thôi chị, buổi tối. Anh chị thấy Xin Y sướng không? Người ta thì hối hả chạy về nhà ghé chợ mua cái món gì đó về nhà nấu ăn. Còn Xin Y thì cứ đi dạo ngắm mọi người hối hả. Cuộc sống thì nó tức cười anh chị ha. Xin Y mới vượt qua con đường Tháp 10, bây giờ tới con đường Hải Thượng Lăng Ông, xưa kia là Khổng Tử. Con đường này thì có chợ Kim Biên.
cái phố trang trí mà mùa nào, mùa lễ hội nào bán đồ vật đó anh chị. Thì đối với ngày thường thì người ta bán những cái đồ trang trí cho tiệc cưới, cho khai trương. Đây cái phố mà nãy Sinh Y mới nói đây. Những cái tấm mút như là trăm năm hạnh phúc. Rồi những cái tờ giấy dán đám cưới chuột dán trên tường cho cái buổi lễ gia tiên đó anh chị. Đa số là những khu vực này là người buôn bán là chính, họ dọn chợ rồi họ về nhà thôi. Rồi một số người phụ huynh thì đi đón con đi học về. Sinh Y cũng mới hoàn thành nhiệm vụ và bây giờ thì chúng ta sẽ quẹo con đường thôi, đi thẳng đi. Ý là Sinh Y nói là đi con đường Tổng đốc Lương Châu Văn Liêm đó, nhưng mà thôi đi thẳng đó. Giờ tan ca là những cái ngã tư nó đông lắm, đèn xanh đèn đỏ mà thấy người người không là người, tràn ngập đường phố, khói bụi ồn ào, tiếng xe cứu thương, nhường cho xe cứu thương qua đó. Mấy xe hơi này cũng rất là lịch sự, nhường cho xe cứu thương đi rồi là họ mới đi. Từ từ thì cái ý thức của người dân từ từ nó mới cải thiện được anh chị. Chứ mà nói về cải thiện một lần một lúc thì nó khó lắm. Con đường này rộng hơn xưa nhiều anh chị ha, con đường Hải Thượng Lăng Ông rộng hơn xưa nhiều lắm. Rồi, Sinh Y sẽ quẹo con đường Triệu Quang Phục. Bữa nay là buổi chiều, chở anh chị đi vòng vòng. Nói chứ cũng rất là nhiều đề tài, mỗi đề tài thì nó có một cái đối tượng khán giả khác nhau. Thì mình tập trung về đường phố Sài Gòn thì mình quay những cái cảnh như thế này. Trời ơi, con đường này nó thơm thuốc bắc lắm anh chị. Đó, những cái cửa hiệu thuốc bắc, người ta sên thuốc nó thơm ơi là thơm. Không biết là anh chị có ngửi cái mùi này quen hay không mà Sinh Y thích lắm. Con đường Đồng Khánh Trần Hưng Đạo bắt đầu là những cái shop bắt đầu lên đèn nè. Trước mặt anh chị đó là con đường Nguyễn Trãi nha. Sinh Y đến con đường Nguyễn Duy Phương, có quẹo được qua bên thôi, đi An Bình rồi đi con đường Trận Đạo đi. Dòng xe ngớp ngào luôn. Thì đối với con đường Nguyễn Trãi này buôn bán cũng rất là hay, buôn có bạn bán có phường. Như anh chị thấy bên phải thì nguyên một dãy bán dụng cụ thể dục thể thao, banh bóng, áo phao, đồ bơi, thôi đủ thứ hết, chợ xả tay này.
mé bên trái có cây đa là dinh xã Tây, chợ lớn năm xưa. Bây giờ là một cái khoảng của những tòa nhà của Đại học Y Dược đó, cây đa mé trái đó anh chị. Nên chính như vậy ngày xưa ở đây có dinh xã Tây, nên chính vậy có chợ xã Tây. Nhiều lúc mà mới lên Sài Gòn cũng lạ, tại sao người ta gọi là chợ, trong chợ lớn người ta gọi là chợ xã Tây, không có chợ gì đó mà gọi là chợ xã Tây đó. Xe cộ đông đúc tới con đường Phản Đà, nếu quẹo qua con đường Trần Hưng Đạo thì nó một chiều anh chị, hướng một chiều chắc phải chạy lên tới bệnh viện An Bình, quẹo tới nhà hàng Đồng Khánh năm xưa. Đối với phương tiện vận chuyển mà thuận tiện nhất là chỉ có xe gắn máy anh chị, chứ mà đi xe hơi thì cũng cảm thấy cũng mệt mỏi lắm, kẹt xe rồi người ta không có ý thức băng qua đầu xe hơi, mình phản ứng không kịp rồi xong rồi khó chịu mệt mỏi kẹt xe nữa. Xe bus thì kỳ này thì nó cũng cải thiện về dịch vụ, và ví dụ như có máy lạnh cũng lịch sự, nhưng mà đôi khi nó không có tiện lợi cái tuyến mình đi đó gì, nên như vậy mọi người cứ đi làm bằng xe gắn máy. Còn đối với ở Sài Gòn này đường xá thì rất là nhiều, thì anh chị nghĩ rằng đạp xe đạp cũng thấy thuận tiện, nhưng mà đạp xe đạp thì cũng rất là khó lắm. Đây mình quẹo qua cái hướng này để đi ra Đại Thế Giới, cái hẻm bà cua xưa nè. Ngày xưa thì bia bà cua, trời ơi bà nổi như cồn, bữa nay dọn rồi, bà dọn rồi. Bây giờ thì đi ngang thấy tội lắm, con mình ngồi đó ế. Mà nghĩ cũng lạ, lúc đó thì Sunny cũng có đã làm kênh YouTube rồi. Ngày xưa hả, trời ơi bà ba vô thăm, vô nhà tận thăm bà ba để quay video clip cho bà ba. Đến lúc đó rồi không biết những cái anh YouTuber đó bây giờ ảnh có vào thăm bà ba hay không, cũng lạ. Bà ba khỏe không, bà ba ơi con nhớ bà ba. Thấy nhiều lúc cũng thích cười. Đây là con đường Đồng Khánh. Sunny muốn là quay lại những con đường Đồng Khánh, con đường xưa cũ của Sài Gòn. Nói gì thì nói con đường Nguyễn Trãi là con đường xưa nhất, nó là trục lộ nối giữa trung tâm Sài Gòn với miền Tây. Còn con đường Đồng Khánh Trần Hưng Đạo này thì nó không xưa đâu, con đường Nguyễn Trãi là xưa nhất đó. Ở Sài Gòn này có mấy con đường xưa nhất từ thời Pháp, có thể nói là từ thời nhà Nguyễn, đó là con đường Hồng Thập Tự, cái hai là con đường Lê Văn Duyệt đi về hướng Tây Ninh, cái thứ ba là con đường Nguyễn Trãi. Đó là một số con đường xưa cũ. Theo Sunny tham khảo thôi nha, còn cái gì cô chú bác anh chị có gì chia sẻ thêm với Sunny. Mấy bữa thì cái nóc ở phía trên nhà hàng Đồng Khánh cháy anh chị, không có thiệt hại về người, nhưng mà chắc đồ đạc cũng hư hại, và bây giờ người ta cũng đang xây sửa lại nhà hàng Đồng Khánh, con đường An Bình. Và Sunny sẽ thẳng con đường Trần Hưng Đạo này luôn để chúng ta tới khu vực quận nhất.
Trần Hưng Đạo này con đường lớn thì không có kẹt xe máy. Đặc biệt là những con đường mà về những cái vùng ven như là Bình Tân, Bình Chánh, Gò Vấp, Thủ Đức thì những con đường đó thì nó còn nhỏ nên chính vậy lưu lượng xe lưu thông rất là nhiều. Ví dụ như Gò Vấp là có con đường Quang Trung thì anh chị đi con đường Quang Trung là trời ơi đuối lắm, kẹt xe mà có nhiều lúc đứng cả tiếng đồng hồ. Thành phố lên đèn. Đi ngang đây thì chúng ta sẽ có chợ Hòa Bình, một chợ buôn bán rất là sầm uất về thủy hải sản và có một dãy người ta bán vàng. Nó bán cao cấp hơn kể cả chợ Thiết nữa anh chị. Bệnh viện chấn thương chỉnh hình phía trước và bên phải anh chị, bệnh viện Sùng Chính năm xưa đó. Đi ngang qua con đường Huỳnh Vững Đạt. Sài Gòn thì nó còn tồn tại những cái chung cư rất là xưa cũ này, nó xuống cấp và trầm trọng. Ví dụ như chung cư này. Mấy hôm nay thì tình hình dịch cúm nó diễn biến phức tạp ở Campuchia, Lào và có một số người ta đi đường bộ tiểu ngạch, ta đi qua băng qua đám ruộng, ta nhập lậu nên tăng cường bảo vệ khu vực biên giới. Tất nhiên là nhà nước thì không có cấm, nhưng mà đi thao qua cửa khẩu phải cách ly 14 ngày thì không có vấn đề gì, nhưng mà có một số người ta vượt biển đi qua Phú Quốc, từ Phú Quốc đó người ta đi về Kiên Giang rồi cũng rất là nguy hiểm, nên chính vậy 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì không bắn pháo hoa, không lễ hội anh chị. Kỳ này không bắn pháo hoa, không lễ hội, không tập trung đông người, tất cả hạn chế hết. Nó diễn biến phức tạp thì giống như anh chị thấy thông tin như Ấn Độ chẳng hạn, thấy ghê chưa? Trời ơi, Ấn Độ nhìn mà thấy nó thê thảm. Nhân viên lãnh sự quán mà còn là cái gì đây? Cái gì xếp hàng đây? Nhân viên lãnh sự quán mà không có chỗ mà nằm nữa mà. Đó. Gia tiên hưởng, trời ơi xếp hàng dài như thế này nè. Đó. Khi mà đi vào và bà phải xếp hàng trà tiên hưởng, cái mốt và uống trà tiên hưởng mà xếp hàng vậy cũng cảm thấy mệt anh chị ha, dài như thế. Trà sữa Trân Châu chỉ 1.000 thôi, khuyến mãi chỉ có 1.000 thôi, từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 4 đó, xếp hàng được một phần trà rất là ngon, rất là thơm. Chỉ khung giờ thôi, 12 đến 13 giờ và 17 đến 18 giờ ngày 27, 28, nên chính vậy là mọi người xếp hàng đông vui. Rồi, Sunny, con đường Trần Bình Trọng, Sunny đi thẳng luôn. Máy trái là lăng ông Pê Tú Ký. À,
Sunny sẽ từ từ cuốn chiếu thực hiện những cái video clip về lăng. Lăng thứ nhất mà Sunny muốn gửi anh chị và các bạn trong thời gian sắp tới đó là lăng ông Võ Tánh. Cái gì anh chị đón xem nha. Lăng ông Trương Tấn Vũ, lăng ông Lê Văn Duyệt thì Sunny quay rồi. Rồi con đường Nguyễn Biểu về cầu chữ Y. Buổi chiều á thì người thì hối hả đi về nhà, người thì đi chợ, người thì đón con, người thì xếp hàng mua trà sữa, trân châu. Cuộc sống mỗi người mỗi việc vui. Chợ Năng Si lại còn đường Cộng Hòa Nguyễn Văn Cừ lại cũng thuộc loại là một cái điểm tắc nghẽn, tại cái dòng xe nó họ đổ về cái hướng quận 7 thông qua cái cầu Nguyễn Văn Cừ anh chị, bên phải cầu Nguyễn Văn Cừ. Nói thêm một số anh chị ngày xưa là chợ Năng Si, sau khi có cầu Nguyễn Văn Cừ thì cái chợ giải tỏa, không còn cái chợ Năng Si. Và cái tên Năng Si là chỉ là quá khứ kỷ niệm thôi. Đối với các bạn trẻ mà nói Năng Si thì không biết là Năng Si là ở đâu. Chỉ có người trung niên hoặc là những bạn trẻ muốn tìm hiểu về Sài Gòn thì không biết chợ Năng Si, con đường Năng Si, con đường Cộng Hòa, Khải Định, Nguyễn Văn Cừ thôi. Trời thì hơi tối nên cái hình ảnh nó không được rõ, anh chị thông cảm nha. Nhìn thấy cảnh vật như thế này còn nói về độ nét thì nó không rõ, tại vì đối với camera này nó không thích hợp thì quay buổi tối. Quay buổi tối thì cũng được nhưng mà nó không thuộc loại là chất lượng cao được. Chỉ là quay ban ngày thôi. Đây là con đường Trần Hưng Đạo với hàng cây rất là đẹp. Bên phải là cái khu vực cầu Tho đó anh chị. Chiều tà buông lơi, Sài Gòn lại lên đèn. Dòng người hối hả trên đường. Nói dịch cúm này ớn anh chị. Không có, theo anh chị nghĩ là vaccine thì có, nó có hiệu quả không chị? Có một số cô chú thì cũng chích 2 lần, đang định cư ở Mỹ đó, nhưng mà không biết là nó có hiệu quả hay không. Mình chích thì tất nhiên là vaccine của Mỹ là quá tốt rồi, nhưng mà chích thì không biết là cái tình hình có những cái ca nào khi mà chích rồi mà vẫn bị hay không thì xin y chưa đọc cái thông tin đó. Chứ mà có mà vaccine mà của Mỹ cũng xin y cũng chích thử. Con đường Trần Đình Xu, mới băng qua con đường Trần Đình Xu Pháp Diệm. Đây là con đường Quỳnh Quang Tiên nè. Anh chị tức cười lắm. Anh chị biết không, đọc tên cũ mà riết rồi giờ những tên mới là tên gì quên. Nhiều lúc con đường đó làm cái kênh YouTube này cứ đọc tên cũ riết tên mới không biết tên gì. Cái gì vậy, cái con đường
tên gì á, à máy trái là Công Bình ra chợ Thái Bình. Chắc Sunny sẽ chạy tới chợ Bến Thành rồi Sunny sẽ stop cái clip này anh chị ha, à, đi cho nó trọn vẹn. À, mũi tàu ngay chỗ con đường Nguyễn Cư Chinh, mát kia có rạp hát Trần Hưng Đạo kìa. Ngày xưa là rạp hát cải lương, bây giờ nó vẫn là cải lương nhưng mà cải lương cái tuồng bây giờ nó không có giống như xưa. Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, à cải lương Trần Hữu Trang. Trên con đường Trần Hưng Đạo này nó vẫn tồn tại những cái chung cư khách sạn ngày xưa anh chị. Đối với những cái tiệm hai bên đường thì cái việc mà cho thuê nguyên mặt bằng bán nhà thì nó đỡ hơn so với cái đợt năm ngoái, nhưng mà nó vẫn còn rải rác. Đây là con đường Đề Thám nha anh chị. Con đường Nguyễn Thái Học, chợ Cầu Muối, chợ Cầu Ông Lãnh, và Sunny đi thẳng qua luôn tới rạp Đại Nam. Nơi đây có trường Nguyễn Thái Học, trường Minh Đức, trường Teleman, và đi về chợ Bến Thành. Anh chị thấy đi chạy lên chút xíu là anh chị sẽ thấy ngọt ngào dòng xe xuôi ngược. Rồi qua đường thôi. Khi mà đèn xanh rồi, một số người vẫn là cố vượt qua, quá vội vã, quá mệt mỏi, vượt qua, rất là, nét mặt rất là căng thẳng. Rồi tới đây thì con đường nó rộng ra một chút xíu, lý do cũng rất là đơn giản. Bây giờ cái khu vực chợ Bến Thành nó trở thành một cái khu đại công trình tuyến metro, và chuẩn bị trả lại mặt bằng chỉ một đoạn ngắn trên con đường Lê Lợi thôi, nên khúc này nó cũng vắng vẻ anh chị. Mời tất cả quý vị hãy cùng ghé lại khu vực sân khấu của chúng tôi để cùng thưởng thức quý vị nhé. Còn những quý vị nào vẫn còn thắc mắc về chương trình ưu đãi giảm giá của chúng tôi cũng như những chương trình đổi quà với phần quà trị giá lên đến 300.000 đồng, quý vị có thể ghé lại khu vực con đường Yassin, đi thẳng chợ Bến Thành.
Rồi, Sunny tới đây thì Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất là vui cập nhật buổi chiều tà buông lơi với cái giờ cắt là người ta tan ca, tan sở làm. Và Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc, kẹt xe, hối hả về nhà. Không khí này thì đó là cái nhịp sống Sài Gòn ngày hôm nay gửi anh chị và các bạn. Và hình ảnh có file đó anh chị, đó là Ti Họa Sa, công ty đường sắt với con đường Hàm Nghi nè, chợ Bến Thành ở khu vực này, đại công trình hai bên. Và Sunny cũng thân ái mến chào anh chị, lúc nào cũng vui khỏe hạnh phúc nha. Sunny bye bye anh chị, hẹn gặp lại. Một con đường, đoạn đường dài từ ở chợ lớn mà về tới khu vực trung tâm quận nhất luôn đó. Đây là một cái khu vực đại công trình. Mở cái rào kia thì nó lại quay cái rào khác. Không biết chừng nào mà xong đây. Một công trình, đại công trình cả 7 năm rồi, bị rào chắn, rất là vất vả, khó khăn. Rồi, xin đi tạm chia tay anh chị và các bạn. Bye bye anh chị nha, hẹn gặp lại trong những clip lăng thăng tiếp theo của Sunny Phong. Bye bye.